trong thời gian thực hiện nhiệm vụ. Đừng bao giờ nghĩ đến việc quay lại. Anh nắm mọi quyền lực trong tay, nhưng anh ủng hộ công lý và chủ nghĩa nhân văn. Đó là câu chuyện có thật về người hùng thầm lặng. Anh nói tôi là Đức Quốc xã phải không? Với tấm lòng trắc ẩn, sẵn sàng mạo hiểm để cứu mạng người. Dừng lại hoặc tôi sẽ bắn. Đón xem trong bộ phim cảm động của đạo diễn Alan G. Sponer, Một bước đến tự do, trên kênh Cinema World.